Hello, mến chào anh chị em đến với kênh mê xe cổ Việt Nam của bên em. Qua ban ngày bạn biểu, hôm nay em cũng review cho anh chị em mình xem một con cúp tôm 50 đời 90 ha. Xe nội địa Nhật, nguyên zin. Anh chị em mình có nhu cầu mà sưu tầm những cái dòng xe cổ thì cứ vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em là 0979 396 007 ha. Có Zalo, kết nối Zalo, em gửi hình ảnh chi tiết cho anh chị em mình xem. Anh chị em mình cảm thấy ơn bộ người chốt, vui lòng chuyển khoản cọc, em ship toàn quốc ha. Cảm ơn anh chị em và con mình rất nhiều. Em review chi tiết những hình ảnh con xe cúp tôm 50 đời 90 ha. Xe em khá là đẹp á. Nói chung anh em cà phê, cà pháo, lòng vòng thì rất là ok ha. Giữ lại những có hài niệm ngày gian khổ ha. Còn đời 90, đời 50, đời 90 này cũng là khá. Anh em mà xem kênh nó vui lòng cho em lượt like, một lượt share, một subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ bên em phát triển kênh YouTube một ngày vững mạnh hơn nữa, để phục vụ anh chị em và con mình trong những phút giây làm việc mệt mỏi ha. Bên em cũng còn rất là nhiều những cái dòng xe cổ, những dòng xe cổ cúp tum, cúp đèn tròn, CD, CS. Anh em có nhu cầu những cái dòng xe nào thì vui lòng nhắn tin cho em qua Zalo, là số điện thoại là 0979 396 007. Em có xe nào thì em gửi hình cho anh em mình xem xe đó ha. Cảm ơn anh em rất nhiều.